đề bài cho trộn Nga, xác định giùm lỡ cái điểm đó đó là thể hiện số hữu tỉ nào, số hữu tỉ nào. Đây là vẽ nè, để ý không nè, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 trừ 1, mà điểm B, điểm C, điểm D. Bắt đầu nghe, nhớ bước. Bước 1, đếm giùm lại, đếm từ 0 đến 1 chia làm mấy phần, chia làm mấy phần, mấy phần. Bắt đầu là đếm nè, từ 0 đến 1 thấy chưa, đây đếm nè, 1 2 3 4, chốt chưa. Bước 1 đếm từ 0 đến 1, coi coi mấy phần, chia là mấy phần, 4 phần. Nhớ giùm em, 4 mẫu đều là số 4 4 4, gạch 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 gạch, từ 0 đến 1 chia là mấy phần, 4 phần thì mẫu đều là số mấy, chốt chỗ đó chưa. Bước 2, đếm từ 0 đến cái điểm, điểm đó đó, muốn tìm điểm nào chưa, điểm A xong tìm, đi tìm điểm C vậy? Tại vì kiếm chuyện hả? Đừng lời hỏi biết điểm nào. Rồi muốn tìm điểm C đúng, điểm C đây đúng không? Bắt đầu đếm nè, từ 0 nè, 1, 2, 3, 4, 5, viết tử là số 5. Điểm gì tiếp? À, điểm A. Điểm 1, viết 1. Điểm gì tiếp? Điểm B. Điểm 1, 2, 3, âm 3. Tại sao không phải là số 3 mà ba? Đây nó là chữ âm. Dạ. Tiếp. Điểm D, đếm từ số 0 nha, số 0 nằm đây nha. 1